Xin chào các bạn, mình là channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ... Ngày mai mình sẽ đi về mà ha. Là lát nữa mình sẽ quay cho các bạn kiểu cô gái nha. Ở đây, đây, đây. Ok. Để uống một sữa cái này. Quay mấy một uống sữa nha. Đã biết mình đang về quê đó. Sang nước cá rồi các bạn ơi. Ngày mai mình đi ở lát nữa mình sẽ quay cho các bạn xem về câu cá của mình và câu ớt nha. Và bắp chính là mình muốn bắt ra hai cái gồ. Gồ của nó. Các bạn đã biết cá sấu rồi chưa? Cá sấu là loài có kích thước to, nhưng mà nó không có to hơn megalodon một chút. Đồng ý, con cá sấu là cái này nha, có cù đầy. Miếng nước mình đang biết sữa, mình đang uống gì không? Thế là miếng miếng biết